Hôm nay chúng ta đã bước sang ngày thứ 6 của chương trình trọn vẹn với cuộc sống. Từng ngày một trôi qua, từng sự thực tập và nhắc nhở để chúng ta làm sao càng ngày càng đi sâu vào bên trong, liên tục hơn, chi tiết hơn, mịn màng hơn và ứng dụng xuyên suốt trong tất cả các thời khóa hoạt động sinh hoạt của chúng ta, từ bên ngoài đến bên trong. Do vậy chúng ta phải cố gắng làm sao duy trì ý thức tỉnh giác liên tục. Và với ý thức tỉnh giác liên tục này thì tất cả các sự tương tác va chạm của mình, nhận được các cái tương tác va chạm, nó biểu hiện ra thành ra những cảm giác càng ngày sẽ phải càng mịn màng dần, càng ngày sẽ phải liên tục dần, và giữ tâm cũng hoàn toàn quân bình. Do vậy, ngày hôm nay là một ngày không dễ dàng. Ngày chúng ta lại tiếp tục đi lên đỉnh năng lượng thứ 3. Chúng ta đã học qua chương trình cơ bản rồi. Ngày thứ 2, ngày thứ 4, ngày thứ 6 là những ngày năng lượng nó lên tới đỉnh. Vậy thì hôm nay là chúng ta lên đỉnh năng lượng thứ 3. Và mình đã nhớ nguyên tắc số 3 rồi. Mình cũng đã được ứng dụng trong từng buổi nuôi dưỡng trị liệu và trong tất cả các nguyên lý cơ bản hình thành pháp hữu hình của vũ trụ. Vậy thì ngày thứ 3, cơ hội thứ 3, lần thứ 3 luôn luôn là cái quan trọng nhất, thiết yếu nhất. Và cái gian khó nhất, cái trở về với tự tánh, với chân như, với quyền làm chủ. Tất cả các pháp đều có hai mặt hết cả. Vậy thì ngày hôm nay là ngày chúng ta sẽ bắt đầu để lên tới cái đỉnh năng lượng cao nhất thứ 3. Do vậy chúng ta sẽ gặp không ít những khó khăn trên thân cũng như trong tâm. Tất cả những gì biểu hiện ra, nó là những cái gì mà chúng ta đã đem vào, nạp vào, chôn giấu, cất giữ kỹ ở trong thân cũng như trong tâm, trong tàng thức của chúng ta. Vậy thì khi nó biểu hiện ra bên ngoài, nhiều bao nhiêu là cơ hội để nó được nhận diện và giải thoát, nếu như chúng ta thực tập đúng đắn. Còn nếu như chúng ta phản ứng lại, tức là chúng ta vô tình nuôi dưỡng nó và làm cho nó lớn mạnh hơn. Vì vậy tất cả các pháp đều có hai mặt. Nếu chúng ta biết cách thực tập đúng đắn, nhận diện liên tục và giữ tâm quân bình, thì nó sẽ giúp chúng ta xả ly nhanh nhiều, và cái kho tàng của chúng ta nó sẽ thưa đi bớt những cái khổ đau, những cái bế tắc, những cái đau nhức, những cái vật vã. Vì vậy chúng ta phải cố gắng thực tập, thực tập kiên trì, nhẫn nại và có niềm tin đúng đắn vào những quy luật vận hành của vũ trụ, chuẩn bị tinh thần bao dung, kiên trì, nhẫn nại và thực tập một cách liên tục không gián đoạn trong từng thời khóa, từng hành động, từng cái sát na, không để lơi lỏng tí xíu nào hết. Và sự thực tập của chúng ta phải đi vào cái thực tế, từ cái ăn, cái uống. Chẳng hạn như khi chúng ta ăn, chúng ta cũng đã được hướng dẫn nhìn màu, nhìn hình dạng, chúng ta ngửi mùi, rồi chúng ta nếm vị, sử dụng toàn bộ hết tất cả 4 tầng năng lượng của thức ăn, nhẹ nhàng khi tiếp xúc với đĩa, với muỗng, khi tiếp xúc với tay, với môi, với miệng cũng vậy, khi chúng ta nhai cũng chậm rãi tỉnh giác. Thì tất cả những cái này chúng ta đã được học qua từ lớp cơ bản hết. Và vào chương trình trọn vẹn với cuộc sống thì chúng ta được dài ngày hơn, được chi tiết hơn, được liên tục hơn. Vậy thì mỗi một ngày chúng ta càng tiến sâu hơn thì chúng ta phải thực tập nghiêm chỉnh hơn. Và chúng ta cũng nhớ là bây giờ chúng ta đang đi vào trung tâm chính giữa của chu kỳ số 3 dương tính, cân bằng đối xứng, chu kỳ của tế bào máu, của dòng hồng cầu, thì nó lại càng quan trọng hơn nữa, thiết thực hơn nữa. Vì vậy phải thực tập cho nghiêm chỉnh, trọn vẹn, hoàn tất và liên tục thì chúng ta mới có được kết quả tương ưng. Và nếu không thực tập nghiêm chỉnh thì chúng ta sẽ không có kết quả như nó mong đợi. Hãy cố gắng thực tập
nghiêm chỉnh, trọn vẹn, hoàn tất và liên tục không gián đoạn.